Thật sự không nên đưa thuốc giải cho cô. Nói đi là đi, không thèm nói tiếng nào. Thái độ vô lễ, tức chết đi được. Sau này cô chính là Dương Phi. Tên cô là Văn Vấn Văn. Cô được gả từ Phan Quốc xa xôi đến đây làm Dương Phi. Nếu không nể tình ngươi đã cứu ta, thì nhân lúc Mạnh Nghĩa không ở đây, ta đã giết ngươi ngay lập tức rồi. Ngươi đó, cả người chỉ mỗi cái miệng là cứng. Ta vào nhầm Dương phủ là ta có lỗi trước. Thế mùi vị này đã quen thuộc hơn chưa? Nghĩ gì vậy? Ta về cũng được. Vốn dĩ ta nên thả cô đi, là tự cô muốn quay về đấy. Vậy cũng tốt, ta cũng thấy yên tâm hơn. Sao ta phải nói yên tâm chứ? Nếu cô ấy ngang bướng, tính tình thô lỗ, cho dù ngươi thổ lộ tâm ý với cô ấy, thì cô ấy cũng chỉ lựa chọn trốn chạy. Thì sao? Đừng tưởng ta không biết cô đang nói chính mình. Dám nói ý với ta à? Bởi vì ngươi, bởi vì ta, bởi vì ngươi và ta. Lúc đó ta hiểu nhầm rồi. Không phải là quấy nói, vì ta và quấy có tình cảm, thế nên quấy thấy lý do cảm quá biển muội là vì chúng ta ở bên nhau. Cô ấy đã bị cảm quá rồi, thế nên cô ấy mới chắc chắn như vậy. Ta hiểu nhầm quấy rồi. Còn tức giận nói tất cả đều là giả. Dương gia, sao rồi? Tìm được chưa? Bẩm Dương gia, chưa tìm được. Ta biết ngay mà. Thôi để ta tự đi. Lục Lục, Lượng Lượng từ chối định thân với ta. Cô ấy nói cô ấy đổi ý rồi. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng bị tát tới tấp thế này. Nhưng cũng tốt, cái giá của định mệnh quá lớn. Định mệnh tất nhiên là có cái giá của nó. Nếu không, sao lại gọi là định mệnh được? Ta biết mà. Tuy bình thường Lục Lục ngươi có vẻ không thích ta, ghét ta, lúc nào cũng đối đầu với ta, thực ra ngươi vẫn rất để tâm đến ta, phải không Lục Lục? Đúng, ngươi nói không sai. Định mệnh chính là bất phàm. Thứ bất phàm thì sao ta có thể dễ dàng có được? Ta phải kiên trì. Ta đã nói sẽ cưới cô ấy thì nhất định phải cưới được cô ấy. Lần này ta cho rằng có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu. Biểu mùi của ngươi đâu? Bây giờ cô ấy vẫn chưa phải. Cô ấy đâu? Cô ấy đánh ta xong thì một mình bỏ đi rồi. Nói là đi giải tỏa tâm trạng, chắc là bị ta chọc tức. Biểu tỷ, đúng là tỷ đã trốn ở một nơi không dễ tìm, nhưng đối với ta mà nói vẫn rất dễ dàng đấy. Hôm nay ta sẽ tiễn tỷ lên đường. Biểu muội, hôm nay là ngày đại hỷ,
sẽ không đi cùng tướng công của muội. Tướng công? Tướng công nào? Tất cả là vì nhiệm vụ thôi. Tỷ đừng quên, ta không phải là biểu muội gì của tỷ, nhưng thế tử thật lòng mà. Chẳng lẽ cô không cảm động chút nào ư? Cảm động? Nực cười. Ta là một sát thủ. 5 4 3 2 1. Cô cũng có bản lĩnh thật đấy. 5. Cô không có chút tình cảm nào với thế tử ư? Câm miệng. 5. Ta nhìn thấy sự khát vọng và ngại ngùng trong mắt cô. Đều là nữ nhân, cô không cần giả vờ nữa. Sao cô lắm lời thế hả? 5 4. Thật ra cô là người lương thiện, cần được quan tâm và bảo vệ. Cô nên nghe theo tiếng lòng. Tiếng lòng? Tiếng lòng gì chứ? Ta đã không có trái tim từ lâu rồi, lấy đâu ra tiếng lòng? Từ khi gia nhập tổ chức, ta đã không còn sự lựa chọn nữa. Cô có sự lựa chọn, đó là cô. Cô đã yêu Sùng Lục, vì hắn mà phản bội tổ chức, rước họa vào thân. Ta muốn hỏi cô, hắn có thực sự yêu cô không? Thật được cười. Hắn vốn dĩ không hề yêu cô. Nếu không sao hắn lại để cô ở đây một mình? Còn cô nữa, sao phải chạy ra đây một mình chứ? Rõ ràng cô biết sẽ chết. Ta muốn là được. Ta thật không hiểu nổi, rốt cuộc Sùng Lục đã cho cô cái gì mà cô lại liều mạng vì hắn? Cô đã thật lòng với hắn, nhưng hắn thì không. Cô thua thảm hại rồi. Trong tình yêu, con gái đều là kẻ ngốc. Ta không muốn làm kẻ ngốc như cô đâu. 5 4 3 2 1. Sao cô lại chạy đến đây? Có phải cô điên được không? Không nghe chỉ huy, hành động bừa bãi. Cô còn cười. Hai tình ngốc. Lục Lục, Quynh làm sao thế? Lục Lục, Quynh tỉnh lại đi. Không cần phải lo. Lục Lục đi đường không kịp nghỉ, chạy mệt quá thôi. Chắc là kiệt sức rồi, có thể là cần nghỉ ngơi một lát. Tỉnh lại đi. Nhưng mà thấy hắn thế này, ta cũng là lần đầu tiên. Quynh tỉnh lại đi. Dù gì hắn đau ốm bệnh tật từ nhỏ. Quynh tỉnh lại đi. Thế này cũng có thể chết mệt. Lục Lục, Lục Lục, Lục Lục, tỉnh lại đi. Lục Lục, Quynh đừng dọa ta, mau tỉnh lại đi. Lục Lục, ta Lượng Lượng, ta cũng chạy suốt dọc đường. Lượng Lượng, Lượng Lượng, Lục Lục, tỉnh lại đi. Lục Lục, Lục Lục, Lục Lục.说什么还故事难，说什么沧海桑田，抵不过命运的纠缠。多少年恩恩怨怨，终于在今天走向终点。如果时间能够倒转，是否你会选择不同答案？只是如今何必再说没有意义的语言。 Lần trước đến mà không chú ý, nơi này đẹp thật. Mạnh Nghĩa cũng không phải người thô lỗ lắm, không uổng công ta dạy dỗ. Đây là cảnh tượng mà bổn Dương gia nên có. Lần này chuẩn bị chu đáo thế,
Có phải huynh định... Lượng lượng, cô đợi ta đã. Đừng có đi theo ta. Huynh có phiền không hả? Cẩn thận ta chém huynh đó. Sao hai người lại ở đây? Chúng ta đến tìm ngươi. Trung Lục và phản đồ Văn Vấn Văn phải tiêu diệt bọn chúng trong vòng 3 ngày. Nếu thất bại, xử theo ban quy. Nhưng mà khó quá. Lượng lượng, lượng lượng, Lục Lục và biểu tỷ của cô nói là muốn đi du ngoạn bên hồ ở Tuyệt Tình Cốc. Hay là hai chúng ta cũng đi tìm nơi non xanh nước biếc, hoa thơm bướm lượn để ngọt ngào chút đi. Tuyệt Tình Cốc bên hồ. Được, vậy chúng ta đến bên hồ ở Tuyệt Tình Cốc. Trước giờ ta nhìn người rất chuẩn. Có lẽ cô ta đã từ bỏ nhiệm vụ, nhưng vì sao lại kéo Hoàng Văn Cát đến nơi này? Chẳng lẽ cô ta đổi ý rồi? Nhưng nhìn biểu cảm khi nãy của cô ta, thôi, vẫn phải đề phòng. Mạnh Nghĩa, ngươi không biết ý gì cả. Có thể đừng làm phiền thế giới bốn người của chúng ta không? Trời không còn sớm nữa, chuẩn bị đồ ăn tối đi. Cát Cát, ngươi và ta lên núi kiếm củi, chuẩn bị nhóm lửa. Cô và biểu muội ở bên hồ rửa rau vo gạo đi. Không phải huynh nói khi có biểu muội ở đây thì chúng ta không được tách rời nhau sao? Cô từng nói có thể cảm hóa biểu muội mà. Ta tin cô. Đi thôi. Lát nữa gặp nhé. Cô, 5, 4, 3, 2. Cô đợi đã, đợi đã. Nếu cô muốn giết ta thì cô cũng phải cho ta ăn no đã. Không thể làm quỷ đói được. Hơn nữa hôm nay cô cũng chưa ăn gì. Nếu cô không ăn thì không có sức giết người. Cô phiền quá. Vừa nãy ta đếm đến mấy rồi nhỉ? Thôi, đếm lại từ đầu vậy. Không được, Xung Lục không ở đây. Ta phải nghĩ cách. Làm sao đây, làm sao đây? Không phải cô muốn rửa rau sao? Mau rửa đi. Nếu không tối nay ăn gì? Rau. Rửa rau. Bốn. Ba. Hai. Dương gia, ngài định xông ra 3 lần rồi. Ngài cứ yên tâm. Tiêu đó không phải phi về phía Dương Phi đâu. Bổn Dương, bổn Dương tê chân thôi. 1. Hôm nay có cá ăn rồi. Quả nhiên là đang diễn kịch. Ban ngày huynh làm sao thế? Có biết ta suýt chết không? Có chết thì cô cũng chết vì ngốc. Lượng lượng diễn dở thế mà cô không nhìn ra à? Nếu vậy thì có phải huynh thừa nhận
ta thắng, huynh thua không? Sao ta cảm thấy ta thắng mà không dễ dàng gì thế? Không được đi theo. Lượng Lượng, thế mà ngươi còn tự xưng là phong lưu tài tử số một thiên hạ, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Muốn để biểu muội bày tỏ lòng mình, ngươi phải thiết kế một tình cảnh cực đoan. Ví dụ như gặp thích khách, hai người gặp nguy hiểm, cứu giúp nhau, trong thời khắc hiểm nguy biểu lộ chân tình, hứa hẹn cả đời. Ý hay đấy, nhưng ta đâu phải là ngươi. Ta có sự phòng vệ tuyệt đối, chỉ có biểu muội mới có thể công phá ta. Thế nên phải bắt sát thủ uy hiếp biểu muội tự tay giết ngươi, thế mới đủ độc ác. Lục Lục, quen ngươi lâu như vậy rồi, hôm nay ta mới phát hiện ra, hóa ra ngươi độc ác như vậy. Ta đang khen ngươi mà. Khen ngươi. Nhưng mà làm vậy có nguy hiểm quá không? Dù gì thì biểu muội thiên sinh có thần lực. Ngươi đừng quên, có một nghề gọi là con hát, có thứ đồ gọi là đạo cụ, có cái chết gọi là hiệu quả trên sân khấu. Ngươi yên tâm, công việc chuẩn bị lần này cứ giao cho ta. Lần này ta tìm phố Đông Miên qua đội chuyên nghiệp của giáo phường Ti Hoàng gia. Tướng công, chú ý này của huynh thật quá. Nhưng mà như vậy không nguy hiểm sao? Là cô nói mà, dùng tình cảm của thế tử và biểu muội để cảm hóa cô ta. Nói như ngươi thì thế tử đó cản đường ngươi, thế nên ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Cô yên tâm, ta đã có kế hoạch mới từ lâu rồi. Ngày mai ta sẽ phái người hỗ trợ ngươi xử hết cả tên thế tử đó. Ta không cần ngươi giúp đỡ. Ngày mai cô là nội ứng ra tay, phải lấy được đầu của ba kẻ đó. Nếu không, ta sẽ lấy đầu cả bốn người. Bây giờ chỉ cần đợi trời tối. Đừng đùa nữa, ngươi đến giết Lục Dương gia và Dương Phi à? Phải. Nhập giai quá nhỉ. Quả nhiên là đội chuyên nghiệp của giáo phường Ti Hoàng gia. Ngươi là ai? Ta là đồng bọn của ngươi. Tổ chức đã phái ngươi đến thì còn phái ta đến làm gì? Bởi vì ngươi mới là người chuyên nghiệp. Thế à? Phải. Mang công cụ theo chưa?
Ta thích dùng tay, không hơn. Thế sao được? Không đủ độc ác. May mà ta chuẩn bị cho ngươi rồi. Quả nhiên là chu đáo. Khách sáo quá, nhưng phải học hỏi người chuyên nghiệp. Ngươi lợi hại thế ư? Ngươi không đọc kịch bản à? Kịch bản? Thôi, ngươi hãy nhớ, chỉ có Lượng Lượng mới có thể giết ta. Mau đi đi. Mau giết Thế Tử đi. Các ngươi học biểu diễn mà sao cứ thích tự thêm thắt tình tiết thế? Ngươi diễn theo kịch bản không được à? Còn phản bội, ngươi cầm kiếm thế này uy hiếp quấy, để quấy giết ta là được. Đúng, ngươi nói đúng. Thế mà còn không mau đi đi. Được. Nghiêm túc đi, còn chưa kết thúc mà. Đừng để lộ. Thành công, không thành công. Thành công. Xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay dĩ mà gặp kẻ phá đám, lỡ xe ngựa, bây giờ mới đến. Thế người trước đó là ai? Chết rồi. Thế có cần ta nữa không? Dương gia, Dương gia, Dương gia, tỉnh lại đi. Điều tại ta không tốt, ta đã hại chết ngài. Tỉnh lại đi Dương gia. Mạnh Nghĩa, ta nói với ngươi, khóc thương tâm mà chân thành, nhưng có thể diễn theo kịch bản được không? Ngươi xem Dương gia ta vì tình yêu của Thế Tử mà chấp nhận làm diễn viên quần chúng rồi, sao ngươi còn tự thêm tình tiết cho mình? Dương gia, ngài vẫn còn sống, thật là tốt quá. Nhưng mà hắn, nhưng mà hắn mới là diễn viên. Thế người vừa nãy là chết rồi. Thế Tử gặp nguy hiểm. Dương gia, Dương gia. Ngươi phải tự tay giết Thế Tử, nếu không ngươi là kẻ phản bội tổ chức, theo ban quy sẽ bị giết ngay lập tức. Lượng Lượng, vì sự an nguy của cô hãy làm theo lời hắn đi. Cô yên tâm, cho dù thân phận của cô là gì, cho dù cô đã làm gì, cô luôn là người ta yêu nhất. Ta không muốn thấy người ta yêu bị ép buộc. Ta càng không muốn thấy người ta yêu chết vì ta. Vì cô, ta nguyện hy sinh tất cả. Lượng Lượng, ra tay đi. Ngươi thật sự không hận ta ư? Tất nhiên là không.
Nhưng ta... Cô yên tâm, ta sẽ không làm khó cô đâu. Đừng buồn, cũng đừng có gánh nặng. Tất cả đều do ta tự nguyện. Hứa với ta, hãy sống tiếp thật tốt. Lượng lượng, nếu có kiếp sau, cô có muốn cùng ta kết thành vợ chồng không? Chuyện đêm nay coi như chưa từng xảy ra. Theo ta về nhận thưởng đi. Hoàng Văn Cát, huynh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Ta đồng ý kết thành vợ chồng với huynh. Huynh tỉnh lại đi. Thế tử vẫn tưởng là đang diễn à? Tình tiết dở quá. Ta không gánh tội cho ngươi đâu. May mà không sao. Hơn nữa bây giờ biểu muội đã là người của chúng ta rồi. Nhưng mà phải giải thích sao đây? Không phải giải thích, ta đã giải thích với Lượng Lượng rồi. Hơn nữa, thật ra ta biết người đó là sát thủ thật từ lâu rồi. Thế mà ngươi còn dám xông lên? Không sợ đau này là thật à? Có thật mấy cũng không thật bằng tình cảm của ta với Lượng Lượng. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi. Học tập đi. Đúng rồi, vết bầm trên cổ ngươi là sao vậy? Đây là dấu vết của tình yêu. Ngưỡng mộ không? Đáng tiếc, hai người là giả. Nói nhỏ thôi. Ta nói cho người biết, chuyện này tuyệt đối không thể để mẫu thân biết. Nhưng ta nói người cũng thật là, sao không chịu đối mặt với lòng mình chứ? Quỳnh xem, chuyện của biểu muội cũng đã giải quyết rồi. Có phải chúng ta nên tìm ra kẻ đầu sỏ không? Ừ. Thế nếu tìm ra tên đầu sỏ rồi, thì có phải ta nên rời khỏi Dương phủ không? Trước đó ta còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Ngày đại thọ 50 tuổi của mẹ ta, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Cô nói có phải không?
Dương phi của ta